Tía, bữa nay mình kiếm cũng được khá khá tí ha. Mà tía thấy con học máu giống thiệt không tía? Mà nhìn kìa, mày học máu mà còn dính bả trầu, xem chút thì bể rồi. Ủa vậy hả tía? Chứ sao? Con nhớ cô cẩn thận lắm mà tía. Cẩn thận gì? Mà tía, con thấy ở đây nè, dân làng mua nhiều hơn dân làng khác luôn đó tía. Nhiều người hỏi mua mà mình hết thuốc bán luôn đó tía. Không mấy bây giờ mình nán thêm một đêm nữa đi tía. Tối nay hai đứa con thức trắng đêm dò thuốc cho tía cho. Đúng rồi đó tía. Tuyệt đối là không có được tham. Nè, tôn chỉ của tía đó là mỗi một nơi chỉ bán có một ngày thôi, không có gì hám lợi mà rước họa vào thân, nghe chưa? Vì lường gạt nên đâu phải lưu lại đúng không? Không mau dông lẹ bị thiên hạ lật tẩy, họ còng đầu lên quan bây giờ. Ê, bà là ai mà bà xuất hiện bà nói nhăn nói cuội cái gì đó bà? Cha con mấy người thật là ăn ý, kẻ hò người phụ họa, qua mắt thiên hạ thật là tài tình. Không cần biết ta là ai, chỉ cần ta hét lên một tiếng thì cả ba chui vào ngục mà ngủ. Bà hù ai vậy bà? Bà hù tôi đó hả? Không tin á thì cứ ở đó mà chờ xem. Nếu ta sai lời thì ta cho các người tát vào mặt đào phu nhân này 3 cái. Thì ra bà là đào phu nhân. Tía ơi. Hả? Tía ơi tía, hình như hồi nãy á, con nghe mấy người dân ở trong làng họ kháo với nhau là ở đây có gia đình nhà họ Đào giàu có nhất làng luôn, lại có tiếng nói trọng lượng, đến cả quan huyện sở tại cũng nể mặt nữa đó. Nhà họ Đào là chủ cái xưởng chiếu qua làng son này đó tía. Thiệt hả? Bà đúng là đào phu nhân thật hả bà? Biết sợ rồi sao? Các người cứ ở đó mà chờ đi. Bà xin đào phu nhân hãy rộng lượng bỏ qua. Cha con tôi nghèo khổ cho nên rày đây mai đó dở mấy cái trò này để kiếm ăn thôi. Chứ thật ra cái loại thuốc đó là vô thưởng vô phạt. Uống vào thì cơ thể cũng không có thiệt hại cái gì hết. Dạ đúng rồi đó bà. Dạ mong bà cho cha con chúng tôi con đường sống. Dạ dạ hứa với bà luôn là cha con chúng tôi không bao giờ quay lại cái làng này làm cái chuyện đó nữa đâu. Như vậy cũng là lường gạt tiền của bá tánh rồi. Thử hỏi mấy chục người hồi nãy, biết ông gạt họ thì sao đây? Dạ tụi con biết lỗi rồi, xin bà tha lỗi. Mau quỳ xuống lại bà đi con. Bà Đào. Dạ xin bà tha tội. Bà Đào tha lỗi cho tụi con. Xin bà tha tội. Xin bà tha lỗi cho tụi con. Dạ xin bà. Thôi đi. Thôi cái trò mèo các người đi. Biết sợ rồi sao? Nè, ta có việc cần ông phải ra tay đây. Nếu chịu làm á, ta sẽ xí xóa cho tội này, mà còn cho thêm bạc nữa. Tôi muốn nhờ ông ra tay nhanh gọn, đưa nó đi càng xa càng tốt, nơi nào mà nó không trở về được. Như vậy là hành vi bắt cóc thủ tiêu sao? Thôi, tôi không làm được cái chuyện đó đâu. Thằng Chính này tuy bán thuốc lừa đảo mưu sinh, nhưng mà cái chuyện tài trời bắt người rồi thủ tiêu không bao giờ tôi làm. Xin lỗi, bà có thể đi tìm người khác. Vì ông không phải là người làng này nên ta mới nhờ tới ông. Chứ số tiền này dung ra có thiếu gì người muốn làm. Nè, chỉ cần làm theo lời ta nói, làm cho gọn gàng, nhanh lẹ, thì ông sẽ có thêm gấp đôi số tiền này. Nhớ, nó phải biến mất và không để cho ta nhìn thấy nó thêm một lần nào nữa. Tôi hơi tò mò chút nghe. Cái người mà bà muốn khử là ai? Sao lại thâm thù đại hận với bà như thế? Ra giang hồ thì điều cấm kỵ là biết quá nhiều. Nếu ông không nhận lời á, cứ việc trả lại số bạc rồi đi đi.
Mà tao quên nói cho ông biết, chỉ sợ là ông chưa kịp ra khỏi làng này ba bước thì ông bị thợp cổ tống vào trong ngục vì tội lừa gạt rồi. Vậy bà cho tôi biết mặt kẻ bà muốn thủ tiêu chứ? Chuyện đó thì không khó. Ta sẽ dẫn nó ra ngoài này, sau đó thì đến phần của ông. Nhanh chóng cho nó lên thuyền và đưa đi lập tức. Vậy là cũng dễ á. Dễ, nhưng mà không có dễ nuốt đâu ông à. Ông đã nhận tiền của ta mà không làm ra trò á, thì cho dù ông trốn vào xó xỉnh nào, ta cũng không để cho ông yên đâu. Dạ, tôi đã biết rồi thưa bà. Xong việc thì bà sẽ đưa tôi luôn số tiền còn lại chứ? Ta đã nói thì ta sẽ giữ lời. Tía. Tía. Bà ta nhờ tía làm gì vậy? Ba cái chuyện giặt á con. Tía, vậy bà ta có kêu quan bắt mình không tía? Không có. Không có hả? Ừ. Vậy thì hay quá. Thôi bây giờ mình lên ghe liền đi tía. Chứ không để bà ta đổi ý bây giờ đó. Đúng rồi. Cứ ở đây, chưa có dội đi đâu. Ủa? Sao vậy tía? Tía có việc gì hay sao mà ở lại vậy? Đừng có hỏi nhiều nữa. Để tao đi mua rượu uống đây. Tía.